Thực hiện chương trình năm ASEAN 2020, sáng nay 19 tháng 2 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN năm 2020, gọi tắt là ADMM hẹp. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lim Chóc Hoi. Phát biểu chào mừng hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt chào đón các đại biểu tham dự hội nghị và cảm ơn các quốc gia thành viên ủng hộ Việt Nam trong đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh diễn biến hết sức phức tạp, nhất là sự bùng phát và lan rộng nhanh chóng của chủng virus corona mới là thách thức chung của cả thế giới và khu vực. Về phía Việt Nam, ngay khi dịch bệnh bùng phát, quân đội đã triển khai một loạt các biện pháp theo sự chỉ đạo của chính phủ nhằm ứng phó với dịch bệnh. Là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm 2020. ADMM hẹp lần này có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng hợp tác cho năm ASEAN 2020 cũng như chuẩn bị bước đầu cho hội nghị ADMM+ vào cuối năm. Tôi đề xuất tại hội nghị này chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các thách thức an ninh mà thế giới, khu vực và đặc biệt ASEAN đang phải đối mặt. Chúng ta cũng đánh giá về cơ chế hợp tác ADMM+, đồng thời trao đổi thống nhất về một số định hướng và nội dung hợp tác trong thời gian tới. Với vai trò là Chủ tịch Ban Giám đốc của Trung tâm Quân y ASEAN năm 2020, Việt Nam đề xuất các nước thành viên nghiên cứu tổ chức diễn tập xử lý tình huống ứng phó với dịch bệnh lan truyền ngay trong năm 2020. Chúng ta khuyến khích Brunei và Australia với tư cách là hai nước đồng chủ trì nhóm chuyên gia ADMM+ về quân y chu kỳ 2020-2023 đưa nội dung ứng phó với dịch bệnh lan truyền vào diễn tập thực binh trong kế hoạch hoạt động 3 năm. Việt Nam đề nghị các nước tăng cường hơn nữa hợp tác nâng cao năng lực ứng phó cho quân y các nước ASEAN, đặc biệt là việc bảo đảm quân y trong ứng phó với dịch bệnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ hài lòng về kết quả làm việc của các trưởng quan chức quốc phòng cấp cao ADSOM ngày 18 tháng 2 của các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN cùng thống nhất ra tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng đối phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong dịch bệnh COVID-19.